Chào các bác, các chú chị nha. Đang ở chỗ Ủy ban xã Phụng Công các bác nhé. Đang có hội sinh nhật cảnh ở đây. Sinh nhật cảnh là thứ nhất của xã Phụng Công luôn đấy các bác. Đấy, bây giờ đang ở trong cái khuôn viên, nó chưa có cây gì nhiều. Để khuôn viên ủy ban nó cũng hẹp hẹp thì bày quanh cái non bộ này. Thì đang có một số tác phẩm đây rồi. Thì để các bác xem nhé. Đầu tiên là giờ này đang thích xanh si các bác, thì quay cái xanh cái si, có cái gì quay cái đấy thôi, có cái gì quay cái đấy đấy, cái si si đỏ đấy. Khá là dài. Có cái gì hay không anh? Ít quá nhỉ. Cái xanh cảnh mặt vườn có thể hơi quái một chút thôi. Chỉ cái này rồi. Thế thôi. Thấp, thấp cái ngọn tí. Hả? Chắc phải làm thấp cái ngọn tí. Cắt được, cắt kiểu gì bây giờ? Cắt được đâu? Không, nếu cắt cắt xuống tận bác dưới ơi, cắt xuống tận bác dưới. Cho em hỏi chứ, chẳng những cây này là để trưng bày triển lãm rồi đúng không? Những cây này chỉ để trưng bày để ngắm hè, nếu chẳng hạn như là hôm sau muốn tính cây hỏi để giao lưu được à? Sau đại hội ngày mai thì trưa mai chiều mai muốn giao lưu thế nào? Ngày mai có nhiều cây không bác? Không, chúng tớ đây không phải, chúng tớ không phải cây đâu, chỉ là cây tiết cây để đại thôi. À thế à? Nó cũng chỉ có bao nhiêu cây thôi đúng không? Vâng, cái cây này không biết của những ai gì. Anh cần hỏi là em mấy đó. Vâng, chẳng như cây si này sao? Dạ, si. Cái si này khoảng 9 triệu. À, 9 triệu. Thế còn cây roi này? Cái roi này thì là của ông anh ấy, chắc không bán. Chắc không bán à? Không bán. Cái si kia 9 triệu. Quái phết đấy. Cái này của anh ấy thì dạ. Lúc sáng để cho anh 10 triệu. Nhưng mà cái chắc là không bán. Cái roi ấy nhỉ? Vâng. À. Giá cũng cứng, khá cứng đúng không? Roi đỏ, cái này có quả. Vâng. Chưa quả đúng không? À, tất nhiên quả thì có. Bonsai có quả. Để roi to đùng em mua nhưng 3-4 triệu cái roi thôi. Cái bọc giàn hoa tuổi chậu chất chậu của ông bao năm một chậu. Vâng. Rất là quái. Của em đây chỉ là một số cây của này cánh thiết thôi chứ không có. Vâng. Mấy anh em mang nó trưng bày cây chất lượng. Đúng rồi. Cái si của cái xanh mà kiểu như dáng hổ lực này quanh quanh đây thì khoảng chỗ này. Anh em quanh em một cây. Anh em. Đấy, nó lại to hơn thì là nhỏ nhỏ thì ở nhà em có ít, mấy cây. Có ảnh ở đây không? Đấy, nhà em qua đây thôi, cứ thích qua nhà chơi. Ừ, có thể tầm... cho anh em chạy qua thăm dưới. Đang nghe đồng chí Dũng thì ra đây. Dũng Kít đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Em trên mạng thì có. Xanh cũng khá hay này. Nhưng mà giá thì khá là cứng. Xanh khá hay. Đẹp. Cái xanh đẹp. Cái xanh cơ đẹp. Đang vừa bảo là 100 hay bao nhiêu ấy. Được mình tí nữa phải hỏi lại. Đấy là cái xanh. Đọc vừng. Xã Phụng Công, làng cây Phụng Công này, rất nhiều anh tài này. Phụng Công Hưng Yên.
Vâng, cho em hết cái clip phát. Lộc vừa người ghê hết. Chắc cũng theo như ở đây thì chắc cũng phải mấy chục. Cái này cũng của em hay của? Cái này chắc cũng khá khá. Em biết, là em cháu. Boro. Sướng. Cây xanh vừa bảo là bao tiền nhỉ? Trăm. Đúng rồi. Cơ bản là không muốn bán thì. Còn con điền thì không biết là bao nhiêu. Bày thôi, chả bán. Ít bán, cũng có bán mà. Giá nó không được sát, một điền. Điền. Cũng tạm rồi. Dù dù khá là già. Ốm chưa khỏi được các bạn. Mệt lắm. Anh có xe tiện anh chở đi chơi thì đi thôi. Chứ mà cũng chả có dịp mà mấy khi mà đi được đâu các bác. Đấy. Đây một cặp du cơ. Đấy là một con nha các bác. Già đấy. Cái con xì thì cũng hay. Tùng rất mướt. Quay nốt cây dù. Đào tiên đấy. Đào tiên có quả. Đấy, quả. Không mang vào trong này đấy. Chú bê đi anh. Không nã rồi. Nhanh xuống đây. Nhanh xuống đây. Tùng rất mướt. Rất mướt. Đây là vọng cách. Dâm một tháng. Mai chiếu thủy. Cành trâu. Có cây cành trâu này. Cành trâu. Nhà đồng chí ở đâu anh? Sở Tố Kiều. Thôi à? Sở Tố Kiều để đi ra nhà đồng chí à. Sắp được rồi. Sắp hết rồi. Xanh mướt thế. Quẩy toàn là. Đấy. Đấy. Chưa. Đây là cây gì đấy? À cây găng. Găng cú.
cơm tít. Cơm tít. Rầm già chưa? Già kinh khủng luôn. Mai chưa thủy là lớn, đang thơm quá. Vòng cách hai cây vòng cách hai đầu. 5 giây nữa là đủ. Vinh Sam. Ôi phải đi thôi. Đi chơi thôi. Vinh Sam, Trần Thăng, Me. Đấy là một vòng cái non bộ này. Ủy ban xã Phụ Công nha các bạn. Chỗ Hưng Yên, Văn Giang Hưng Yên. Rồi. Bây giờ đi chơi. Còn một số cái cây ở kia nữa thì chờ quay được. Đó, trong kia đó. Bày ở trong nhà cái đó kìa. Rồi đi chơi cái đó các bạn.